anh sờ bàn thẩm kìa, đây bị phức mấy cây dừa các bạn, thấy tối rồi. Xuống thì một anh đó các bạn đang lách để mà né anh bên kia, anh tài công bên kia anh ra anh đứng quan sát kìa các bạn. Cái phương tiện của anh hiện tại thì đang đứng yên một chỗ nha. Xuống dưới đi mà né anh bên hông này nè. Trời ơi. Đây là chiếc xà lan cuối cùng khi mà né cái anh đậu bên kia các bạn. Anh bên kia thì anh đang lên ga để mà đi rồi kìa. Thì xin được chúc những anh em làm nghề sông nước xà lan thì đừng lộ bình an trên mọi nẻo đường nha. Chúc anh tài công thì cũng vậy nha các bạn. Đây, cái ca khó nhất đã vượt qua rồi. Từ di chuyển lên nha. Bạn thấy nguyên một đoạn xà lan rất là dài luôn nè. Đó, này đưa cái đít ra nữa nè. Biết làm cái gì nữa đây. Đây anh tàu biển anh đang ồn mùm chạy lên đây các bạn.
anh em tài công ra biển thì lúc nào cũng xung phong đi hết trơn các bạn, xung phong đi trước các bạn. Đang xuống nha, trên kia thì mình thấy hoành xà lan các bạn. Ồ, rất là nhiều đá luôn nè. Đây thì mình sẽ xem anh tàu biển với lại anh xà lan qua mặt nhau nha. Bất kỳ hơi dữ. Bê bê vô trong rồi nè. Quá đã luôn. Mình thấy hai anh rồi công này qua mặt nhau rất là nhẹ nhàng đấy các bạn. Anh nghe biển rồi, này biển anh rất là ngầu luôn. Giờ né như vậy thì giờ anh sẽ đang bự lấy lái ra nha, đi rất là thoải mái rồi này.